Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Vì Trẻ Em. Thưa quý vị, nhằm thực hiện đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều hoạt động tích cực để thực hiện mục tiêu tới năm 2025 sẽ hỗ trợ cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn được tham gia vào các hoạt động vui chơi văn hóa giải trí, cải thiện tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em thông qua việc khám chữa bệnh, cung cấp bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non và tiểu học, cũng như cung cấp đồ ấm cho các em. Và trải qua 2 năm, chương trình đã đạt được những kết quả thiết thực. Trường mầm non xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà đang chăm sóc nuôi dưỡng bán trú 339 trẻ, trong đó 80% là con đồng bào dân tộc thiểu số. Mặc dù mỗi suất ăn của trẻ chỉ 16.000 đồng, nhưng bữa ăn luôn đảm bảo đủ thành phần dinh dưỡng với lứa tuổi của trẻ. Chất lượng bữa ăn của trường được nâng cao hơn là nhờ 2 năm qua được Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Quảng Ngãi vận động tổ chức Children of Vietnam hỗ trợ gạo dinh dưỡng. Loại gạo này có đầy đủ các dưỡng chất như vitamin các loại, các khoáng chất cần thiết khác, các loại rau củ quả sấy khô để trộn vào gạo. Khi ăn gạo này, các em có đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Trong thời gian sử dụng là các bé tại trường là được hưởng rất là nhiều lợi ích từ cái gạo này. Thứ nhất là cũng giảm đi cái tình trạng trẻ bị suy dinh dưỡng. Thứ hai nữa là cái mùi gạo đó, nó có cái mùi thơm và cái vị rất là dễ ăn. Cho nên là nó cũng phần nào đó giúp cho trẻ cảm thấy đến bữa ăn là thích ăn hơn và ăn hết suốt hết cái phần của mình, giúp cho các bé là hứng thú hơn trong cái bữa cơm. Trong 2 năm qua, các trường mầm non tại huyện Sơn Hà còn được Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Quảng Ngãi vận động các tổ chức từ thiện tài trợ điểm vui chơi cho trẻ em. Trường mầm non Họa Mi, huyện Sơn Hà có 6 điểm trường, trong đó 1 điểm trường chính và 5 điểm trường lẻ ở các thôn vùng sâu, vùng xa. Năm 2019, trường mầm non Họa Mi đã được hỗ trợ thiết bị để xây dựng khu vận động cho trẻ em. Các thiết bị như nhà banh, xích đu, bập bênh, cầu trượt và thú nhún đã giúp các em có điều kiện vui chơi giải trí, phát triển về thể chất. Con đi chơi nhà banh, con đi chơi cờ tuột, con đi xích đu, con rất là vui vẻ. Con rất thích chào cha, nó hô vận động thì nó vui. Vui chơi, giải trí không những là nhu cầu mà còn là điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Trong khi vui chơi, trẻ em tự tạo ra hoặc được đặt vào những tình huống để có thể phản ứng linh hoạt. Qua đó, giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, trang bị kiến thức cho bản thân. Vui chơi giúp trẻ em vận động, tương tác với môi trường xung quanh, tạo sự hứng thú, khám phá thế giới, vừa có lợi cho sức khỏe, vừa phát triển trí tuệ của trẻ em. Các cháu nó rất là thích và nó tăng được thể lực cho các cháu và vận động cho các cháu. Các cháu nó được hoạt động ở đây thì các cháu nó phát triển về thể chất, ở cả về tinh thần cho các cháu nó rất là phấn khởi khi được chơi các đồ chơi ở khu vận động này. Còn trường tiểu học xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành vừa được đầu tư xây dựng một thư viện thân thiện thuộc dự án làm bạn với sách do tổ chức Di San tài trợ. Mục đích của thư viện thân thiện này là giúp các em làm quen với sách, tạo thói quen để các em đọc sách mỗi ngày. Thư viện được đầu tư hơn 400 đầu sách với nhiều nội dung phong phú, phù hợp với nhiều lứa tuổi, góp phần phát triển trí tuệ cho trẻ em. Ngoài ra, còn có các trang thiết bị như tủ, kệ, bàn và ghế đọc sách trị giá 70 triệu đồng. Thư viện thân thiện thực sự trở thành một không gian mở, tạo hứng thú cho các em. Thư viện giúp cho em học giỏi và có nhiều kiến thức. Nhà trường đưa vào tờ khóa biểu trang tuần giúp cho em đạt nhiều hơn. Nhà trường cũng không có dừng lại tại đây mà là tiếp tục đầu tư những cái đầu sách mà gây hấp dẫn cho các em, thu hút các em đến với thư viện và dần dần tạo cho các em cái thói quen đọc sách. Thực hiện chương trình hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn, 2 năm qua, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Quảng Ngãi đã vận động trên 40 tỷ đồng trao quà, hỗ trợ phẫu thuật 2.500 ca bệnh tim bẩm sinh, cấp hàng trăm máy trợ thính cho trẻ em bị khiếm thính. Chương trình Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam hỗ trợ trên 70.000 ly sữa cho trẻ em, cấp phát trên 1.500 thùng gạo dinh dưỡng cho trường mầm non bán trú. Những hoạt động này đã góp phần sớm thực hiện các mục tiêu của chương trình vận động xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025.
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.